Lâu lâu à, chào mừng mọi người quay lại với nội mình. Thì mình là Akima, thì hôm nay mình sẽ nói vấn đề lai ạt xíu. Lai ạt hay là phác thảo á, hay là vẽ lai vân vân á, thì gọi chung là chúng ta vẽ bằng nét thôi. Chúng ta thể hiện cái bức tranh, một cái không gian, một cái con người, cái nhân sự vật, cái đối tượng bằng nét thôi. Chúng ta không có tô màu và chúng ta cũng không có tô bóng luôn. Dĩ nhiên một số trường hợp ta sẽ tô bóng chút đỉnh. Một số họa sĩ họ sẽ vẽ tô bóng chút đỉnh, còn lại chúng ta không cần tô bóng luôn. Nói chung là ta phần like không. Nếu như bạn nào hay đọc truyện tranh á, ví dụ như tranh cơ bản như Trạng Tí hoặc là nước ngoài, hay chuyện manga, hoặc là chúng ta xem anime thì nó kiểu kiểu như vậy, tức là nó cần cái bản like thôi, nó không có màu trong đó không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái phần là cái phần like phác thảo đó thì ai cũng biết rồi. Nếu như bạn là trong giới vẽ thì chúng ta phải biết phác thảo luôn. Thì ví dụ cùi nhất thì chúng ta sẽ phác thảo kiểu 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 như những cái đối tượng như thế này. Tức là phác thảo thô sơ, nét thô chẳng hạn. Tức là nó không có chỉnh chu, nó không có đẹp, nét này chèn nó chèn nét kia, nó không có rõ ràng chi tiết luôn, nhưng mà nó vẫn có cái chất của nó. Nhưng mà dĩ nhiên với cái mức độ như thế này thì thường chúng ta sẽ không có được hài lòng. Không, đối với cái mà bạn, nếu bạn vẽ bức tranh như thế này chúng ta không hài lòng lắm. Còn nếu nói chúng ta vẽ như thế này mà chúng ta vẽ dốt thì người ta sẽ không chấp nhận cái đối tượng như thế này, tại đây đối tượng nó khá là rối tung mù và chúng ta không sử dụng lại được. Và thậm chí bạn đưa cái bản phác thảo bạn đưa cho họa sĩ khác tô màu thì họ rất là ức chế, thì họ không biết phân biệt chi tiết này chi tiết kia nó là cái gì cả. Nhưng mà vẽ cái này nó lại có cái thú của nó, đó là dành cho những cái trường hợp là ký họa. Đó là bạn bắt lại không gian trong đầu của bạn á, để lâu quá chúng ta sẽ quên, chúng ta không thể nào có thời gian 4-5 tiếng hồ mà chúng ta vẽ, hoặc là vẽ full màu luôn, có thể 8 tiếng hoặc là vẽ 2-3 ngày luôn thì chưa chắc chúng ta nhớ được những cái đối tượng trong đầu mà chúng ta vẽ. Thành ra chúng ta sẽ có cái trường hợp phác thảo như để nhanh, chúng ta giữ lại cái khoảnh khắc đó, xong ta để đó, chừng nào chúng ta có thời gian thì chúng ta lôi nó ra, chúng ta vẽ lai cho đẹp, chúng ta lên màu chẳng hạn. Đó. Cái tiếp, ngoài ra đâu phải lúc nào vẽ cũng là họa sĩ đâu. Tôi thích vẽ thôi nhưng mà tôi không theo nghề họa sĩ, tôi bán bánh mì chẳng hạn, hoặc là tôi đi làm nhân viên văn phòng, tôi làm sale, hay là tôi làm mấy công việc khác như shipper chẳng hạn. Vẽ tôi chỉ thích vẽ thôi, vẽ cho vui, vẽ như cái tài lẻ thôi. Giống như thay vì có người thích hát thì mình thích vẽ, chứ mình không có làm việc đâu. Đâu phải ai thích hát thì nhất thiết phải đi theo con đường ca sĩ đâu, nó tùy. Đâu phải ai thích vẽ thì cũng phải đi theo con đường là trở thành họa sĩ và kiếm tiền bằng vẽ. Thì đôi lúc á, nhiều người, rất rất nhiều người luôn, và đặc biệt là những cái bạn trẻ thì các bạn rất là thích phác thảo thôi. Tức là vẽ cái khoảnh khắc như này thôi, tô màu nó quá nhiều phiền phức và nó quá nhiều thứ kiến thức để làm, mà ta chưa chắc thì chúng ta vẽ lai đẹp mà tô màu nhiều khi nó xấu nữa. Mà đôi lúc á, vẽ lai vậy nhanh. Nhưng mà như thế này, nếu như bạn vẽ quen rồi thì một cái đối tượng như này nè, đó thì bạn có thể vẽ khoảng chừng 30 phút tới 1 tiếng thì chúng ta đã vẽ xong rồi. Đó. Thì thành ra là chúng ta mỗi lần chúng ta vẽ mỗi cái đối tượng khác, và ngoài ra thì vẽ những kiểu phác thảo này chúng ta áp dụng được cả vẽ trên giấy luôn, không phải lúc nào cũng phải vẽ trên máy cả. Nên chúng ta vẽ đa dạng không gian, chúng ta ngồi ở đâu chúng ta vẽ cũng được, chúng ta cầm cuốn sổ cây viết chúng ta vẽ cũng được luôn. Đó, chúng ta gọi là chúng ta phục vụ cho đam mê. Mà nói cái linh tinh để làm gì, ở đây không phải là mình chỉ phác thảo mỗi người có cái chất riêng, không có cái gì gọi là chỉ ở đây. Tức là giống như giống như hướng dẫn vẽ cái đầu, hướng dẫn vẽ bộ giáp, hướng dẫn vẽ cái tay, hướng dẫn vẽ anatomy vân vân, thì cái đó sẽ có hướng dẫn, giống như là chỉ bạn cái cách nào để vẽ những cái đó đẹp hơn. Còn nói là hướng dẫn vẽ lai là sao, không có cái đó. Nhưng mà có những cái chiêu để giúp cho chúng ta lai đẹp hơn, và chúng ta thể hiện được cái đối tượng là tốt hơn là chúng ta lai theo kiểu mà như thế này chúng ta không thể hiện được đối tượng nhiều và nó không có rõ ràng á. Cái lai này nó chưa gọi là đẹp á, này nó chỉ mang cái chất thôi. Nếu như nói cái chất đẹp thì đúng, đó là cái chất, cái bút pháp, hay gọi là cái nét, cái cách đi cọ của bạn đẹp thôi. Còn nếu nói bản lai đẹp thì bản lai như thế này nó không đẹp, tại nó rối chung với mù hết, không nào đẹp được. Đó là cấp đầu tiên đó. Tức là thông thường ta mới học vẽ, ta vẽ lai nó sẽ kiểu như này, nét này đèn nét kia, nhưng mà dĩ nhiên bước đầu thôi. Nhưng mà thường học vẽ được khoảng một thời gian chúng ta sẽ tới cái khái niệm như này, tức là ta vẽ nó hơi mờ, sau đó chúng ta vẽ bút chì chẳng hạn, sau đó gọi là đi lai lại. Không, tức là chúng ta vẽ lại lần nữa cho nó rõ ràng chi tiết ra, sau khi vẽ xong ta dùng gom ta bôi, nếu như chúng ta nói là vẽ trên giấy. Còn nếu như vẽ trên máy tính thì chúng ta hay tắt layer, ẩn layer kia đi, tắt layer kia đi, chúng ta để lại layer like thôi. Đó thì cái bước thứ hai này nè, đó là like cho đẹp. Và cái buổi cái video này mục đích muốn nói gì, mình sẽ chỉ các bạn những cái chiêu để giúp cho các bạn cái bản like của chúng ta tốt hơn. Mình có video hướng dẫn cách like ở quá khứ rồi,
Các bạn có thể coi lại những video cũ của mình, nếu không thì bạn chỉ coi video này thì nhắc lại cách như thế này. Thì đầu tiên ta vẽ như thế này thì ai cũng vẽ được rồi, còn mà cái nhân vật đẹp hay xấu đó là do cái kinh kinh nghiệm vẽ của ta vẽ nhiều, chúng ta vẽ ít, và cái kiến thức, cái tài liệu tham khảo nó sẽ ra được đẹp hay xấu. Mình chỉ nói cái cách để chúng ta đi từ cái bước like trên và xuống like cái này, nó đẹp hơn, nó hấp dẫn hơn. Thì trước hết á, mình nói như này, đầu tiên ta sẽ có để ra một cái bảng like đẹp của cái họa sĩ nào. Ví dụ bạn muốn học like theo phong cách của ai đó thì bạn cần phải biết được như này. Đầu tiên là cái cách đi nét, khi nào người ta đi nét bự, khi nào người ta đi nét nhỏ. À, bạn nhớ cho mình đó là cái đầu tiên các bạn phải biết. Nếu bạn muốn học cái cách đi like, cái cách vẽ like của họa sĩ nào đó mà bạn thích á, và nếu không á, thì bạn phải đi theo cái nguyên tắc chung. À, nguyên tắc chung thì mình đã nói ở cái video trước rồi, chút xíu mình xét lại ở đây, mình sẽ nói phân biệt xíu. Đầu tiên bạn muốn học được cách phác thảo, không phải là cái cách nữa, bạn học được cái cách vẽ, cái hướng đi, cái phong cách của vẽ like của họa sĩ đó, thì bạn phải nắm được cái đầu tiên là cái cách họ đi like như thế nào, tức là khi nào đi like nét bự, khi nào đi like nét nhỏ. Cái thứ nhất các bạn phải nhớ, phải phải biết được. Cái thứ hai á, là họa sĩ họ vẽ bằng cái cọ gì đó, cái đó quan trọng lắm. Giống như này, đây sẽ là cái cọ khác và đây sẽ là cái cọ khác ở dưới đây nè, đây sẽ là cái cọ khác và bên này nó sẽ là cái cọ khác. Đó, xuống như này, đây sẽ là cái kiểu cọ có tách chơi, nó khác với cọ tách chơi chỗ này. Đó, ngoài ra thì bên đây nó lại có cái kiểu đổ bóng nữa. Đó, thì một tí mình sẽ nói tới, bây giờ mình sẽ quay lại ở trên. Đó, thế là bạn muốn học được cách phác thảo của ai đó thì cái đầu tiên bạn phải biết được là họ họ đi cái cách họ đi đi nét như nào, tức là khi nào nét to, khi nào nét nhỏ, khi nào nét đậm, khi nào nét lợt. Đó, cái thứ hai á, thứ nhất là cách đi nét nè. Đó, cách thứ hai đó là chúng ta các bạn phải biết là cái cọ họ dùng là cọ gì. Đó, cái cọ của họ dùng. Ok, khi bạn có được cái cọ với bạn biết cách đi nét đó, thì bạn sẽ luyện tập thời gian dài thì bạn sẽ đi được cái ra được cái chất đó. Dĩ nhiên không nào giống trăm trăm, tại vì một cái phong cách của một họa sĩ họ đã vẽ rất là nhiều, họ ăn vào máu rồi, phản xạ tự nhiên, giống như nấu ăn vậy á. Nếu như bà hỏi những cái đầu bếp chuyên nghiệp mà thấy họ nêm không, đâu bao giờ họ để lên cân là ở này bao nhiêu trăm gram hạt nêm hay gì đâu, họ thọt cái giá vô trong cái hũ hạt nêm, họ múc đại họ thảy vô là vừa đúng luôn, tức là nó đi ăn vào máu rồi. Mình học theo thì mình phải học công thức, giống như bạn mà bạn muốn học nấu cái gì ngon, các bạn lên YouTube bạn coi hướng dẫn, hướng dẫn thịt kho tàu chẳng hạn, như là bao nhiêu gram thịt, bao nhiêu trứng vịt thì nấu bao nhiêu ml nước dừa, bao nhiêu muỗng bột nêm, bao nhiêu muỗng đường, bao nhiêu đúng ngọt, mình làm y vậy thì sẽ ra được cái ngon. Tức là mình học cái công thức thì mình sẽ đi ra được, nhưng mà để đi tới mức chuyên nghiệp luôn á, tức là không cần cân đo đong đếm gì, cứ cầm ca nước đổ vô nhắm chừng ngưng ngon, vẫn ra được ngon 10 10 lần nấu như 10 á, là cái đó là bạn phải luyện tập rất là nhiều đó. Ok, đó là cái bạn học theo một họa sĩ nào đó. Nếu như bạn không muốn học theo họa sĩ nào hết, thì hiện tại bạn mới học vẽ thôi, bạn mới đụng vô mấy cái viết vẽ chơi thôi, bạn chưa có thật sự thích cái họa sĩ nào, bạn cũng không biết là cái ông nó đi làm sao nữa, thì chúng ta thì ở đây mình sẽ chỉ bạn một cái cách gọi là cách đi nét chung. Ý là đây cái nguyên tắc đi nét chung cho dễ đẹp, phải không? Rồi thì sau khi bạn có cái bản phác thảo như này rồi thì bạn sẽ đi nét lại cho mình. À, ví dụ ở đây đi cho dễ, tại đây bạn phác thảo của họa sĩ khác, chỉ có người phác thảo cái này thì họ mới thật sự nắm bắt được cái chi tiết chỗ đó là cái gì thôi, còn mình thì mình không có phác thảo cái này, mình không nắm được chi tiết, mình sẽ đi vào cái bên dưới này, tại cái này nó rõ ràng. Thì bạn phải đầu tiên á, bạn cứ đi like lại đều đẹp hết như này. Đây là một cái kiểu đi like đều hay áp dụng cho anime hoặc là manga, tức là đi 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 like đều, like đẹp á, là nét nào nó cũng như nét nào, không có nét đậm hơn, cũng không có nét nhạt hơn, không nét to, không nét nhỏ, nó đều đều thôi. Cái mi trên thì lúc nào người ta cũng sẽ vẽ nó to hơn chút, nó bạn lưu ý cái đó cho mình nha. Vẽ nhân vật á, thì cái mi trên lúc nào cũng sẽ dày hơn và đen hơn, mi dưới thì thường nó sẽ mỏng hơn. Cái này là theo kiểu semi real của real á, thì nó sẽ mỏng, còn đa số bác thảo thì người ta sẽ bỏ qua mi dưới luôn, người ta chỉ vẽ mi trên và khúc góc mắt thôi, phải không? Đó, mi trên và khúc góc mắt, mi trên và khúc góc mắt thôi. Đó, những cái đó bạn phải lưu ý để bạn vẽ được nó đẹp, thay vì chúng ta vẽ không có cái đầm này nó rất là xấu. Ừ, đây phác thảo dù họ phác thảo thô cỡ nào thì cái mi trên cũng sẽ đậm hơn một xíu, và một cái khúc góc mắt nó là cách để chúng ta thể hiện cái hồn của cái đôi mắt. À, rồi ta trở lại với cái phần like này,
Thì sau khi bạn đi lay đều đẹp như thế này rồi á, thì kế tiếp bạn đi cho mình như thế này. Cái phần nào ngoài viền nhất của toàn bộ á, thì bạn đi cho mình một cái nét to, to hơn những cái nét khác, ví dụ vậy. Đó. Đây thì cái cách đi của họ, mình á, thì mình không phải họa sĩ chuyên vẽ line, mình thích vẽ màu á, nên đi line của mình tương đối là xấu. Nhưng mà không phải là đi line xấu là sẽ không biết cái cách đi line nha, cái đó là sai lầm nha. Tức là có nhiều họa sĩ tùy theo con đường mà họ họ họ, họ hướng tới, giống như mình vẽ vật phẩm cho game hoặc là mình vẽ người theo cách semi á, thì mình không bao giờ đụng trường hợp là cần xài tới line thì mình sẽ ít vẽ line. Vẽ thì nói chung là ai vẽ nhiều thì sẽ đẹp hơn, còn ai vẽ ít thì nó sẽ xấu hơn thôi. Đó thì cái người mà hay vẽ line thì họ sẽ vẽ đẹp hơn cái người mà ít khi vẽ line. Kế tiếp ta còn phần mềm nữa. Nếu như bạn nói vẽ line thì Photoshop sẽ rất là khó để line đẹp so với những cái phần mềm khác, ví dụ như là Paint hay là Medibang kiểu vậy. Tức là những cái phần mềm đó nó có cái tính năng hỗ trợ giúp cho chúng ta đi line dễ hơn rất là nhiều. Đó, thì bạn nào vẽ trên những cái đó thì các bạn sẽ biết, các bạn vẽ quẹt là cái nét nó sẽ dễ đẹp hơn rất là nhiều so với bạn vẽ trên Photoshop. Đó, cứ cái nào mà ở ngoài viền á, bạn đi lại cho nó to lên cho mình như này. Chưa kể đây là cái chất chất line của bạn này, mình không quen đi line theo kiểu mà một nét đẹp vậy, mình đi hay đi theo kiểu gấp khúc á, nên mình đi cái này khá là khó. Bạn cứ đi, bạn thông cảm nha, mình không không phải họa sĩ chuyên like, mình chỉ cách đi like cho các bạn thôi, tại vì mình phải học. Giống như nếu như bạn nào mà có biết hoặc bạn thử tìm hiểu về cái ngành bác sĩ á, thì đầu tiên khi chúng ta học bác sĩ, bạn sẽ học bác sĩ đa khoa, tức là cái gì các bạn cũng trị hết, đó là bước chung. Thì vẽ cũng vậy, tức là bạn phải học chuyên hết, cái gì bạn cũng phải biết hết, còn sau đó bạn ta chấp chuyên chuyên môn. Bác sĩ đa khoa là bác sĩ lương ít và kỹ năng không bằng bác sĩ chuyên khoa đó, kiểu như vậy. Thì mình vẽ như vậy, tức là vẽ có là phác thảo, xong rồi đi line, xong rồi lên khối trắng đen hoặc là tô màu tùy thôi, rồi render chất liệu, rồi hiệu ứng ánh sáng, đó là quy trình chung ai cũng phải học. Và một cái bước đi line nó sẽ có những cái gì thì đều phải học hết, chỉ là cái người mà chuyên đi line thì họ thích đi line thì họ sẽ luyện tập đi line, còn mình không thích đi line thì mình sẽ bỏ qua phần đó, mình sẽ luyện tập những phần khác, nhưng mà học thì phải học hết. Ok, thì đầu tiên á, đơn giản là cái phần ngoài nhất thì chúng ta sẽ cho cái nét to nhất, thì bạn thấy sự khác biệt chưa? Không có với có nó sẽ tạo cho cái điểm nhấn rất là nhiều đó. Cái thứ hai á, bạn tạo layer cho mình. Cái tiếp cái mà gọi là phân biệt giữa hai cái phần khác nhau á, thì chúng ta sẽ cho nó to lên. Giống như là đầu tiên nè, cái áo với cái da này nó khác nhau nè. Đó, cái tiếp cái phần cầm, cái phần cầm cái với cái phần hàm nè, với cái phần cổ nó sẽ khác nhau, thì nó cho nó to lên, nhưng mà nó không to bằng cái like ở ngoài, to vừa phải thôi, cái like ở ngoài cùng là to nhất đó. Nó kế tiếp cái phần tay nè với tóc nè, đó thì chúng ta cho cái đường tay này to lên, tại nó tách biệt với hai thứ khác nhau á. Kế tiếp cái phần tóc này với phần trán này chúng ta có thể cho nó to lên cho mình đó, cái nào mà nó tách biệt với hai thứ khác nhau thì các bạn cho nó một cái nét to hơn, nhưng mà nó không to bằng cái nét ngoài cùng nha. Đó. Rồi ok, thấy khác biệt không? Đó, bật tắt nè. Đó, nó sẽ tạo cho cái tranh chúng ta khác biệt rất là nhiều. Đó, ví dụ như cái phần miệng này cũng có thể cho nó to lên. Đó, nó cái nào mà chúng ta tách biệt giữa hai thứ khác nhau á, thì bạn cho nó to lên cho mình, để nó tạo cái gọi là cái sự rõ ràng chi tiết á. Đó, cuối cùng á, thì chúng ta sẽ vẽ những cái phần to nhất ở đây, nó sẽ có phần phía trước sau nè. Và một phần số cái chi tiết nó sẽ có cái ví dụ cái lọn tóc thì nó sẽ dài vô trong, thì những cái phần mà dính ở ngoài thì nó cho nó to lên một tí. Đó, còn cái nào mà không dính với cái cọng ở ngoài chúng ta bỏ lại, chúng ta cứ để nó nhỏ vậy thôi. Cái này mình mà đi like kỹ hết cái đống này thì cái video này chắc cả tiếng mất. Đó, mình sẽ đi sơ sơ vậy thôi. Đó, bạn thấy sự khác biệt không? Mình sẽ mở thằng này lên luôn nha. Đó, rõ ràng hơn. Đó, và dù zoom nhỏ cỡ nào chúng ta vẫn nhìn thấy rõ ràng, còn nếu như vậy khi nhỏ quá ta không còn nhìn thấy chi tiết nữa.
Đó, khi chúng ta vẽ theo cái cấp độ line á thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn. Dĩ nhiên tùy vào phong cách các bạn đi mà các bạn sẽ quyết định cái độ to nhỏ của cái line bên ngoài này như thế nào cho vừa ý. Ok. Rồi. Nó sẽ chuyển xuống như thế này. Đó, đầu tiên là chúng ta sẽ phát thảo sơ nè. Sau khi phát thảo sơ á, thì chúng ta sẽ tới cái bước đi line. Đó, chúng ta đi line cho đẹp một tí. Sau khi đi line đẹp tí thì chúng ta sẽ ra được cái phần như bên dưới đây. Ở đây à, đây cũng là một cái delay nó to nhỏ không, cái phần ngoài cùng nó sẽ to hơn và những cái phần mà tách biệt chi tiết với nhau nó sẽ to, còn lại nó sẽ nhỏ hơn. Đó, bên đây là rõ ràng nhất. Đó. Ok. Đó. Sau khi chúng ta đi 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 line xong vậy thực tế là đẹp rồi. Đúng không? Tới bước này là đẹp rồi. À, để mình cho cái nếu như bạn lỡ rồi ví dụ như bạn đi line bằng cái rết mà nó cái nó hơi mờ, các bạn có thể giữ nét như thế này, bạn bạn giữ cái độ mờ như thế này. Nhưng mà nếu như bạn cảm thấy nó không đẹp á, thì bạn có thể dùng cái Ctrl L nè. Đó, Ctrl L bạn kéo cái phần đen này lên cho mình. Nó sẽ tăng cái phần cái màu tối lên nè. Nó sẽ giúp cái tranh chúng ta rõ ràng hơn là cái này nó hơi mờ quá chẳng hạn. Rồi ok không? Rồi. Đó, mình đẩy cái thằng này vô vào đây đi. Tới đây thì chúng ta đã đạt được mức đẹp rồi. Mức này rất dễ, tức là chỉ đơn giản phát thảo xong và chúng ta đi đi lai lại cho nó to nhỏ là nó đã đẹp rồi. À, ngoài ra thì cái tiếp mình cần học một vài thứ của những cái họa sĩ mà họ chơi chiêu. Giống như tại sao bạn nói là bạn phát thảo bức lai nó không đẹp, để mình lên Pinterest thì ví dụ cho bạn xem nha. Lai art, ví dụ anime girl đi, một cô gái anime chẳng hạn. Đây. À, ví dụ như thế này đi. Ok, mình copy thằng này luôn cho bạn xem. Đây, tại sao bạn cũng like xong rồi mà bạn cảm thấy nó không đẹp, mà người ta cũng like thôi, người ta đâu có tô màu, người ta cũng đâu có tô bóng, đâu có tô trắng đen, mà tại sao người ta đẹp? Đó là những cái chiêu nhỏ mà bạn không biết. Chiêu nhỏ đó là gì? Họ đã đổ bóng vào vài chi tiết. Thứ nhất là họ sẽ tô môi để cho tạo cái cảm giác ấn tượng, và hai là chồng đen của mắt. Đó, hai cái đó là cái điểm nhấn cho con mặt, nên trên khuôn mặt. Cái tiếp á, họ tô bóng một tí nè, họ sẽ tô một vài chỗ bóng, bóng tách lớp thôi. Họ tô bóng này không cần chính xác 100% luôn cũng được, miễn là nó có một chút đỉnh thì tạo cái vẻ đẹp hơn một tí nè. Tương tự bên đây nè, đó, bóng rất nhỏ. Đó, và ngoài ra thì chúng ta sẽ có bóng cằm nè, rất bé. Đó, ngoài ra thì chúng ta sẽ có con mắt, tròng đen và cái môi thì họ hay tô, nó sẽ tạo cảm giác đẹp hơn rất là nhiều. Đây nè. Những cái tranh này là lúc nào tròng đen mắt và cái môi họ cũng sẽ tô, tại vì chính cái đó nó sẽ tạo nên sự hấp dẫn. Ở ngoài ra chúng ta sẽ có đây, ví dụ như cái tranh này. Đó, y như mình nói thôi, là sau khi phát thảo xong thì họ sẽ đi nè, cứ nét ngoài cùng thì họ sẽ đi to, và cái phần mà tách giữa hai chi tiết khác nhau thì sẽ to hơn, còn những cái phần khác thì nó sẽ nhỏ. Ở ngoài ra thì họ đi theo kiểu tinh tế, họ không đi một nét đều như cái kiểu của mình hoặc cái kiểu này, mà họ sau khi họ đi nét to xong á, thì họ sẽ bôi đi để tạo cảm giác có độ nhịp khúc nhỏ khúc to, thì nó tạo cái sự hấp dẫn hơn á, cảm giác có chi tiết hơn trong tranh á. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn thấy sự khác biệt thực tế. À, mình bỏ qua mấy cái thằng mà nó có tô rồi đi. À, mình ví dụ mình mượn tranh này nha. Đây ví dụ tranh giờ mà bạn mình nói bạn là thằng củ chuối tô luôn nha, bạn lấy cái cò mờ cho mình. Bây giờ cái môi nó tô rất kỹ nha, nó có nhiều phần nè, tối nè, sáng lên, mà cái đường kẻ giữa môi đậm nè, nó còn có mấy cái phần highlight nữa, tô rất kỹ. Nhưng mà bây giờ mình nói bạn không cần tô kỹ tới mức đó luôn, bạn tô đơn giản cho mình thì nó vẫn tạo sự khác biệt rồi. Bạn đây mình tạo cái layer mới cho bạn xem. Rồi chọn màu xám nha, đầu tiên là con mắt. Cái này mình phải xài multi-light mới được, tại vì mình không có cái laser phát thảo riêng. Nếu mình xài laser normal á là mình tô lên nó mất luôn. À, bạn có laser phát thảo riêng thì bạn tạo laser bên dưới bằng tô phải dễ rồi, mình ở đây không có thì mình buộc phải dùng multi-light thôi. Rồi mình xài laser multi-light nha. Đó, đầu tiên mình sẽ cho cái chồng đen nó đen nè, tương tự chồng đen bên này nó đen. Ok, cái môi mình sẽ cho cái môi nó đen luôn nè. Ở đây là mình chưa nói tới cái phần tất cả cái tô bóng là tô gì, mình nói cái đơn giản nhất là bạn tô cái môi cho nó có màu thôi, có màu đen trong cái phạm vi đó thôi. Đó, nội bạn tô đơn giản vậy bạn thấy có khác biệt không?
Rồi tiếp tục nha. Dĩ nhiên ngày môi thì mình sẽ tô cho nó đúng dút, mình chọn dùng là môi thì môi dưới nó sẽ sáng hơn môi trên một tí. Mình cho môi dưới nó sáng, tại vì ánh sáng trên dưới xuống thì cái môi trên của mình, cái môi của mình nó kiểu như thế này nè. Nếu như nhìn ngang á, cái môi của mình nó kiểu vậy nè. Nó cái kiểu 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 giống vậy nè. Thì khi ánh sáng chiếu xuống á, thì cái phần này nó sẽ nhận sáng nè, phần này nó sẽ tối nè, kiểu kiểu vậy á. Ok rồi, rồi trở lại cái môi chúng ta. Rồi cái tiếp trong con mắt á, thì mình sẽ cho nó thêm sáng lên một tí, tí thôi, cái này tô chút thôi, nó sẽ cho chúng ta cảm giác là nó đẹp hơn rất là nhiều đó. Ngoài ra mình sẽ nói còn phần nữa, đó là cái phần bóng đổ chi tiết này chi tiết kia. Ở đây thì nó có cái họa sĩ vẽ này có phần bóng đổ rồi, nhưng mà mình thấy chưa đủ thì mình lấy cái cọ cứng mình tô thêm vô cho nó đi đó. Mình lấy giờ Multilight mình tô vô, mình Multilight là để cho nó ăn màu tối vô, còn đối với những các bạn có laser riêng chúng ta khỏi Multilight, mất công mình tô trực tiếp thôi. Cái tiếp tục tách lớp nè. Cái phần tay với phần tóc này là ở phía ngoài, cái nguyên cái phần tóc này là ở phía trong, thì cái ở phía trong nó sẽ tối hơn đúng không? Mình sẽ cho cái ở phía trong này tối hơn nguyên cái đống này luôn. Tương tự ở đây nó cũng sẽ tối hơn nè. Nguyên cái phần tóc của bên dưới này luôn. Này ra ngoài à. Rồi. Đó, bóng đổ của cọng tóc này xuống cái trán này chẳng hạn. Tí thôi à, bạn đừng có tô nhiều quá nha. Chút thôi. Đây mình tô một tí thôi. Đó. Rồi. Bóng đổ này hơi gắt quá, thể giảm opacity nó đi một tí. Rồi. Đó thấy không? Ở đây mình sẽ có ba ba này mình sẽ gộp lại thành một. Rồi. Mà thấy sự khác biệt không? Tức là họ thêm một vài cái chi tiết là môi, mắt và phần bóng thôi, tức là phần bóng giữa cái lớp phía trước và lớp phía sau thôi, nó sẽ tạo cho bản phác thảo chúng ta đẹp hơn rất là nhiều. Đó là cái chiêu để giúp cho bạn like của bạn tốt hơn. Ở đây không phải là giúp cho bạn like đẹp hơn, like đẹp hay không nó tùy thuộc vào bạn rèn luyện, bạn vẽ nhiều hay vẽ ít. Này. Đó, cái nét này nè. Nó tùy thuộc vào bạn vẽ nhiều hay vẽ ít thì bạn mới vẽ ra được cái nét nó cong, ví dụ như vậy. Ví dụ như mình vẽ một cái tóc như thế này đi. Ok. Ví dụ vẽ vậy nó sẽ ra được một đường đẹp, hoặc là bạn sẽ vẽ nó ra như thế này. Đây là ví dụ một cái đường cong với ếch thôi. Còn ví dụ bạn sẽ vẽ nó ra như thế này. Đó. Thì tùy vào vẽ nhiều hay vẽ ít. Ngoài ra thì có khi nó vẽ nó còn từ to tới nhỏ chẳng hạn. Đó, kiểu vậy. Đẹp hay không là vẽ nhiều hay vẽ ít, còn đây là cái chiêu để giúp chúng ta, thay vì bạn đăng lên một cái bức like đơn sơ như thế này, ở đây mình sẽ thử lại một lần nữa cho bạn xem nha. Ở đây ví dụ có một bức like như thế này, mình sẽ tạo bây giờ mình đi like nè tối. Tương tự mình sẽ cho nó tóc nè, cái này chắc chắn là ở phía trong. Tô bóng này đơn giản thôi, chúng ta chỉ phân ra phía ngoài và phía trong thôi nha. Bạn bạn đừng có nghĩ nhiều quá phần vẽ tính sao đó. Cái phần bím tóc này xoắn xoắn này thì phía phía trên nó sẽ sáng và phía dưới nó sẽ tối của mấy cái cục quắn quắn này nè. Rồi ví dụ phần cổ này cho nó một tí cũng được, cổ của mình. Rồi kế tiếp cái phần tóc này đổ lên trán nè. Ok không? Bạn chỉ thêm một chút xíu đó cho mình thôi, nó sẽ tạo được cái cảm giác khác rất là nhiều. Bạn bạn thấy nó khác biệt không?
Bạn dùng bây giờ mình để này thì rõ ràng quá nó sẽ không hấp dẫn, bạn để tí cho mình thôi, cái kiểu như mà có như không có, không cảm giác được ở đây có tô nhưng mà thực tế có tô, thì nó sẽ tạo chúng ta cái bản phác thảo nó sẽ ấn tượng hơn rất là nhiều đó. Rồi thì tổng kết lại bữa nay mình đã chia sẻ với các bạn cái chiêu, hai chiêu để chúng ta tạo, để chúng ta có cái bản phác thảo ấn tượng hơn thay vì chúng ta đăng một cái tranh đơn sơ như thế này. Đây rồi, cái này thì cũng có tô chút đỉnh rồi. Mình ví dụ như thông thường nhất là bạn bạn phác thảo thì nó sẽ thường như thế này thôi, nó kiểu như vậy đó, những cái kiểu như này đó. Không, khi bạn đăng những bản phác thảo này là nó không tạo cảm giác hấp dẫn nhiều, nó biết kiểu kiểu như này. Nhưng bạn phác thảo mà kiểu người thực á đó, thì bạn đăng lên nó sẽ thô bạo như thế này nè, thì kiểu nhìn nó không có hấp dẫn nhiều. Thì để làm sao để cho cái bản phác thảo bạn hấp dẫn hơn và người ta thấy người ta hay bấm like like cho bạn á, thì đó là cách ta. Thứ nhất, bạn vẽ phân vùng cho mình, tức là cái phần viền ngoài bạn cho cái like to lên, và những cái phần mà phân biệt chi tiết với nhau thì bạn cũng sẽ cho cái like nó to hơn cho mình. Đó đó là cách dễ nhất, còn nếu không bạn đi học theo những họa sĩ khác. Rồi cách thứ hai nữa, cái phần tiếp theo nữa để nâng cấp hơn xíu nữa, bạn tô bóng cho mình. Nói về bóng thì nó cần kiến thức về bóng đổ ánh sáng các kiểu, thì mình nói như thế này đơn giản hơn cho bạn dễ hiểu nè, không phải là dễ hiểu mà dễ làm nhất. Đó là cái phần tóc á, hoặc là cái phần quần áo á, thì khi cái phần tiếp giáp giữa quần áo với da, hoặc tóc với cái trán, tóc với da mặt á, thì nó sẽ có hay có cái phần bóng chỗ này, lúc nào nó sẽ có, thì bạn vẽ cái bóng vô đó là nó sẽ đẹp thôi. Cái thứ hai nữa là lớp, tức là tóc thì nó sẽ luôn luôn có phần tóc nằm phía trước và cái phần tóc nằm ở phía sau đầu nó, thì bạn tô nè, không phần tóc ở phía trước nè thì cái phần tóc nằm ở phía sau đầu thì bạn tô cho nó tối đi cho mình đó, thì nó tạo cảm giác đẹp hơn. Và phần cuối cùng đó là môi và tròng đen, lúc nào bạn cần tô môi và tròng đen cho mình thôi. Cách đơn giản nhất để tô đó là bạn tô con mắt tròng đen một vài chấm trắng, cái môi thì môi trên tối và môi dưới sáng. Còn cách cao cấp hơn á, bạn học theo người ta cho mình, đây người ta tô như thế nào bạn tô như đó. Ví dụ như nè, người ta tô nè, môi trên nó sẽ có một cái phần màu tối, xong rồi sát cái miệng, cái khóe miệng á, cái phần môi dưới và chạm môi trên nó sẽ có phần tối hơn. Này mình phanh phanh vô cho bạn xem nè, đây họ sẽ có một cái phần màu tối, ở đây họ sẽ có phần màu tối hơn, và môi dưới cũng vậy, sát cái phần mà môi trên gặp môi dưới nó sẽ có phần tối, và cái phần dưới nó sẽ là phần sáng, và cái phần dưới cùng nó sẽ có cái phần sáng nhất đó. À, và kế tiếp nó sẽ có phần tối đó, bạn vẽ đúng y vậy thôi thì nó sẽ ra chất của họa sĩ này. Ví dụ mắt thì họa sĩ này họ vẽ, họ vẽ mắt nè, ông tô coi cái tròng đen màu màu tối, và họ vẽ cái kiểu như cái chữ thập á, cái kiểu chữ thập vậy nè đó. Còn đối với họa sĩ bên này á, thì ông ấy không vẽ chữ thập, ông chỉ đơn giản là cái tròng đen màu tối, và ở giữa là ông sẽ vẽ một cái lằn tối thể hiện con người thôi. Cái môi của ông thì nó sẽ không phân lớp, bên đây thì họa sĩ này thì họ phân lớp cứng nè, thấy cái lằn rõ ràng không, bên đây thì ông xài cò mờ cũng là tối, sau đó nó sáng dần lên phía trên nè, đây tối nó sáng dần xuống phía dưới và nó sẽ có một vài điểm highlight rồi. Ok, đó là cái cách để giúp cho bạn đăng cái bức like đẹp hơn rất là nhiều. Dĩ nhiên khi bạn lên màu thì chúng ta sẽ không 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 lên giống vậy, nhưng mà để làm cho tạo cảm giác ấn tượng với người ta thì bạn nên dùng cái cách này, thì nó giúp cho tranh chúng ta đẹp hơn rất là nhiều và đăng lên dễ được like hơn, đúng không? Đăng tranh mà được like thì mới có động lực để đăng tranh, với đăng tranh mà không ai like thì làm sao có động lực vẽ tiếp những cái khác. Nó thay vì chúng ta đăng một cái bức như thế này, thay vì đăng một cái bức như thế này thôi, mình chỉ cần cho nó thêm một vài chi tiết không, để này sẵn mình làm luôn cho cái cần không. Đó, thay vì chúng ta chỉ vẽ đơn giản người ta đăng lên vậy thôi thì mình cần tốn thêm khoảng 2-3 phút thôi. Ở đây mình làm là cái lằn like này thì hơi lâu, nhưng mà cái lằn bóng thì nó nhanh lắm. Đó, ví dụ vậy, chúng ta sẽ có cái phần tóc ở trên nè đó, sau đó nó sẽ có mấy cái cọng tóc này đó, không cần phải phải đi đẹp đâu, tại vì ở đây mình chỉ đăng phác thảo thôi, và chính những cái mà bạn vẽ sơ sài này nè, nó sẽ tạo cái sự hút của cái tranh của bạn so với người người xem đó. Đừng có tô kỹ quá, ý là đừng có tô đẹp quá nó mất đi cái chất phác thảo, hiểu không? Phác thảo thì nó phải có cái chất của phác thảo hả? Không, à, cái tiếp giảm của VCD đi nó có như không có không đó, chỉ cần với hai bước như thế này nó sẽ làm cho cái của bạn ấn tượng hơn so với mặt bằng chung ngay nè. Đây nhìn vô đây bạn thấy cái nào ấn tượng, cái dưới đây ấn tượng luôn, nhưng khi bạn bật thì gọi bạn bà
đó. Nhưng mà khi bạn làm hai bước này vào á, nhìn vô trong cái đống like đó là thấy của bạn ấn tượng nhất, tập trung vô cái phần của bạn liền, ok không? Đập mấy người khác chết queo. Còn vậy á, cái của bạn mất tiêu, người ta chỉ hút vào những cái đẹp, tức là những cái tạo hình nhân vật đẹp. Đó có thể là đối với cái cảm quan của bạn thì đây là nhân vật đẹp, phải không? Nhưng mà đối với cái mặt bằng chung của con người, khi người ta nhìn thấy những cái gì nó càng gần semi real hơn, người ta sẽ càng thích hơn, và con mắt người ta thường tự động chú ý vào đó. Tại vì cái đó là cái mà họ thấy ngoài đời thực nhiều quá. Nên cách để mà người ta nhìn vào tranh của mình á, là mình sẽ tạo cái sự ấn tượng để cho người ta hút, người ta ngược lên cái sản phẩm của chúng ta. Rồi thì video cũng 30 phút rồi. Thì video ở đây là hết. Thì video tiếp theo mình sẽ chỉ các bạn một vài cái tính năng của Photoshop để giúp chúng ta đi like nó đẹp hơn. Giống như Bentonsai thì nó có tính năng hỗ trợ like đẹp á, các bạn bạn quẹt ra như thế này nè, nó sẽ tự động điều chỉnh cho cái nét của ta đẹp á. Thì Photoshop nó cũng sẽ có, và mình sẽ chỉ một vài cái khác để giúp cho chúng ta like dễ dàng hơn và like đẹp hơn rất là nhiều. Đó, thì ở đây chỉ là chỉ cách để chúng ta trình bày sản phẩm cuối cùng, sản phẩm like nó hấp dẫn hơn là chúng ta chỉ đăng cái bản 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 like bình thường. Buổi sau mình chỉ bạn những cái cách để chúng ta vẽ được cái lằn like đẹp hơn. Thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.